chào các bé thân mến. Tết đến xuân về, mang đến cho chúng ta những bông hoa như hoa hồng, hoa đào, hoa mai, hoa cúc đua nhau khoe sắc. Tết đến, gia đình chúng ta thường mua hoa về để cắm, để trang trí cho không gian thêm đẹp, thêm sinh động hơn đúng không các con? Trong bài học ngày hôm nay, cô xin nhờ bố mẹ tiếp tục đồng hành cùng các bé trong lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, môn tạo hình với đề tài vẽ một số loại hoa về ngày Tết. Như phụ huynh cũng biết, hoạt động tạo hình là một môn năng khiếu nhằm khai thác và tìm kiếm tài năng của trẻ ở lĩnh vực thẩm mỹ. Môn tạo hình là một hoạt động mà trẻ mầm non rất yêu thích. Học tạo hình giúp trẻ phát triển tính tưởng tượng, khả năng sáng tạo, giúp trẻ thông minh hơn, hình thành khả năng quan sát và nhận thức nhanh hơn, khơi dậy ở trẻ những năng khiếu tiềm ẩn. Và lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng để khám phá và phát triển khả năng tiềm ẩn của trẻ. Vậy làm thế nào để trẻ hứng thú và cách dạy các kỹ năng vẽ cơ bản cho trẻ? Cô xin chia sẻ với bố mẹ một số kinh nghiệm sau. Bố mẹ cần hướng đến trẻ những nội dung mà trẻ thực hiện. Ví dụ như vẽ vườn hoa, bố mẹ hãy tạo cho con hứng thú khám phá nhé. Đầu tiên, cô chọn bút màu đen để vẽ. Khi vẽ một số loại hoa về ngày Tết, phụ huynh cho các con vẽ mặt đất trước nhé. Khi cô vẽ mặt đất, cô vẽ các nét cong nối liền nhau để tạo thành mặt đất. Tiếp theo, cô sẽ vẽ hoa hồng ở chính giữa bức tranh. Cô sẽ vẽ các nét cong tròn nối liền nhau theo chiều xoắn ốc. Như vậy là cô đã vẽ xong bông hoa hồng rồi. Tiếp đến, cô sẽ vẽ đài hoa ở phía dưới. Sau đó, vẽ cành hoa là hai nét cong. Cong nối liền nhau, ở giữa có gân. Tương tự như vậy, phụ huynh hướng dẫn các con vẽ hoa cánh bướm. Đầu tiên, cô sẽ vẽ một nét cong tròn ở giữa là nhị hoa. Cánh hoa là các nét cong tròn to xếp liền nhau để tạo thành bông hoa. Tiếp theo, cũng vẽ cành hoa là hai nét cong.
Lá hoa là hai nét cong nối liền nhau, ở giữa cũng có gân của lá hoa. Như vậy, cô đã vẽ xong hoa cánh bướm rồi. Tiếp theo, cô sẽ vẽ hoa cúc. Đầu tiên, cô cũng chọn một nét cong tròn làm nhị hoa. Cánh hoa là các nét cong dài xếp liền nhau. Vậy cô đã vẽ xong hoa cúc rồi. Tiếp đến cô sẽ vẽ cành hoa, cũng là hai nét cong. Lá hoa là các nét xiên nối liền nhau để tạo thành lá của bông hoa đấy. Tiếp theo, cô sẽ vẽ hoa đồng tiền. Nhị hoa cũng là một nét cong tròn. Cánh hoa là các nét có dạng hình tam giác. Và cũng vẽ các cánh hoa nối liền nhau. Lá hoa là các nét cong. Tiếp đến, cô sẽ vẽ hoa tulip. Khi vẽ, các con vẽ cánh hoa làm nét cong tròn to xếp nối liền nhau. Cành hoa cũng là hai nét cong nối liền nhau. Lá hoa là hai nét cong. Tiếp theo, cô sẽ vẽ những chiếc lá rụng ở dưới thảm cỏ. Tiếp theo, cô sẽ vẽ ông mặt trời ở phía trên để tỏa nắng cho những bông hoa thật tươi đẹp, đúng không các con? Sau đó, vẽ các đám mây bay lơ lửng trên bầu trời. Như vậy, cô đã vẽ xong rồi đấy. Tiếp theo, phụ huynh hướng dẫn các con tô màu bức tranh nhé. Đầu tiên, cô lấy màu cam tô cánh hoa bướm trước. Khi tô, các con nhớ tô đều tay và tô trùng khít, không để chồm ra ngoài nhé. Lấy màu vàng tô nhị hoa. Sau đó, cô sẽ lấy màu xanh tô cho cánh hoa và tô cho lá của bông hoa. Tiếp theo, phụ huynh hướng dẫn các con lấy màu cam tô cho bông hoa tulip, màu xanh tô cho cánh hoa và lá hoa, lấy màu tím
tô cho cánh hoa đông tiên. Màu vàng làm nhị hoa, màu xanh làm cành hoa và lá hoa. Màu hồng tô cho bông hoa hồng. Lấy màu xanh tô cho đài hoa và cành hoa, lá hoa. Tiếp theo, cô sẽ lấy màu vàng tô cho bông hoa cúc. Nhụy hoa, cô cũng lấy màu vàng tô. Cành hoa, cô sẽ tô màu xanh và lá hoa cũng như vậy. Cô sẽ tô tiếp màu xanh cho những chiếc lá rụng ở mặt đất. Mặt đất cô cũng tô là màu xanh. Tiếp theo, cô lấy màu đỏ tô cho ông mặt trời, màu xanh nước biển tô cho đám mây. Sau đó, cô lấy màu xanh để đánh nền cho bức tranh. Như vậy, cô đã tô xong bức tranh rồi đấy. Vẽ vườn hoa về ngày Tết rồi. Sắp đến Tết rồi, các con hãy cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới thật vui và đầm ấm nhé. Nhân dịp Tết đến xuân sang, cô xin gửi lời chúc đến các bậc phụ huynh cùng các con có một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Bây giờ cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.